Chào các bạn, đây là chiếc MacBook Air mới được giới thiệu cách đây vài ngày. Đây là cái 11 inch. Bây giờ mình sẽ mở xem có gì trong đó. Đây là MacBook Air. Đây là cái dây sạc. Nếu mà các bạn mua máy ở thị trường Mỹ thì sẽ không có phần này, bởi vì họ không cần cái dây những cái đầu như thế này. Đầu cho thị trường gì đó. Đây có máy. Đây là cục sạc nhỏ, cục sạc này cục sạc 45W, đầu sạc của mình sẽ chúng ta có sạc hướng dẫn, hai logo quả táo và không có cái USB có hệ điều hành. Bây giờ mình sẽ mở máy ra và mình sẽ nói các bạn một lần nữa, mình có thể mở máy mà không cần phải tháo siêu. Đây là cái siêu, mình có thể mở ra vậy, lấy một cái ngón tay bấm vào đây, kéo xuống đây và nhấc cái này lên và chúng ta rút cái máy ra, cái siêu nó không bị rách. Thực chất là hôm qua mình đã mở ra một lần rồi. Đây là cái MacBook Air 11 inch, một cái máy tính rất là mỏng nhưng mà rất là chắc chắn, không phải là mỏng bò bẹp. Các bạn nhìn bên ngoài các bạn sẽ không thấy cái sự khác biệt gì cả. Đây là cổng mini DisplayPort, hay gọi là cổng ở cái đời cũ là mini DisplayPort, ở đời mới nó là cổng Thunderbolt. Thì ở đời cũ các bạn thấy một cái biểu tượng của mini DisplayPort, còn ở đời mới này chúng ta thấy cái biểu tượng đó là biểu tượng Thunderbolt bị xâm xét. Kế bên là một cổng USB. Đây là cạnh phải. Cạnh trái thì chúng ta có đầu sạc, cổng USB, tai nghe, cái mic. Phía dưới thì nó y hệt cái cũ thôi. Cái máy này nó nguyên một khối, cái nắp nhôm được ốp lên cái khối đó và bắt vít lại với nhau. Đây là những cái vít hoa năm cạnh. Rất là khó để tìm được cái ốc vít để mở cái vít này ra. Tìm được tô vít để mở cái vít này ra. Đây là phía trên. Tuy là cái máy này có 11 inch nhưng mà cái quả táo này nó vẫn to bằng cái máy 17 inch. Cạnh trước của máy, phần trên và phần dưới gần như là bằng nhau. Và ở giữa có lõm một chút để người ta có thể mở cái máy ra, xọt ngón tay và mở cái máy ra. Đó. Đây là tổng thể cái máy. Các bạn sẽ thấy rằng cái bàn rê chuột của MacBook Air rất là lớn so với tổng thể cái máy của nó. Đây là bàn rê chuột đa điểm, chúng ta có thể dùng 4, 3, 2, 1 ngón kéo qua kéo lại, kéo lên kéo xuống. Và trên mặt của nó là lớp kính chứ không phải là bằng lớp sắt như vậy, lớp kính. Đâm ra rờ nó rất là trơn. Bàn phím của MacBook Air 11 inch là cái bàn phím tiêu chuẩn, tức là cái kích thước 100% full size chứ không phải là kích thước nhỏ. Tức là các bạn, nếu các bạn dùng máy tính Apple thì các bạn thấy là cái máy này 11 inch, 13 inch, hay 15 inch, hay 17 inch thì nó, hay là kể cả bàn phím gắn ngoài thì nó đều có một kích thước, đó là kích thước chuẩn này. Chỉ duy nhất là những cái hàng chức năng trên đây thì nó nhỏ lại thôi. Thì ở cái MacBook Air mới này thì các bạn sẽ thấy rằng có cái nút chỉnh sáng tối. Nút chỉnh sáng tối của bàn phím, tức là cái bàn phím này đã được cái có cái đèn ở dưới nên mới cần cái đó. Và chúng ta thấy là ở cái máy 2011 này chúng ta thêm một phím tắt nữa là phím launch. Thì ở đây launch pad chúng ta sẽ bấm vào thì tự động nó kích hoạt những cái ứng dụng cài trong máy. Đây là phím mission control. Đây là phím tăng giảm độ sáng màn hình. Đây là tăng giảm cái độ sáng bàn phím. Mà các bạn biết là ở cái điều kiện này thì nó đã tắt cái sáng bàn phím. Thì cái máy 11 inch khung cái viền màn hình khá là lớn. Mình không thích cái viền này cho lắm bởi vì nó khá lớn. Nó phải đảm bảo cái độ lớn đủ lớn để có thể để bàn phím như thế này. Nếu các bạn mua máy 13 inch, 15, 17 thì càng cái kích thước càng lớn thì cái viền này càng nhỏ, 17 inch là đẹp nhất. Thì cái máy 11 inch nó cũng được là trang bị cái màn hình gương
nhưng mà nó không như những cái máy MacBook Pro là gương từ mép này ra, cái độ gương của nó ít hơn, nhìn vẫn dễ chịu hơn. Đây là về cái máy. Cái máy này là cái máy có cấu hình thấp nhất của đợt của em lần này. Đó, có CPU Core i5 1 i6, RAM 2GB, cặp màn hình onboard và OSD 64GB. Nó được cài sẵn cái hệ điều hành Lion 10.7. Giờ mình chưa cài nhiều phần mềm vào máy này, khi nào mình cài xong mình sẽ thử nghiệm xong. Đây là cạnh sau của cái MacBook Air. Thì các bạn thấy là những cái máy MacBook, MacBook Air nhựa hay là MacBook Pro gì đó đều có chung một thiết kế. Tức là cái màn hình sẽ được gắn vào cái máy ở cái dạng như thế này. Và khi chúng ta ụp máy lại, chúng ta sẽ thấy không có cái lỗ hở. Tức là khi các bạn ụp máy lại vậy thì cái lỗ hở được che kín bởi cái bản lề. Nhưng mà khi mà chúng ta mở máy ra, là khi chúng ta làm việc chúng ta mở máy thế này, thì lúc này chúng ta sẽ có một khe hở đủ lớn, rất là lớn. Càng máy lớn thì mở cái khe này càng lớn. Và đây là cái chỗ để mà gió nó lùa ra, những cái quạt sẽ đặt ở những vị trí CPU và Vega để mà thổi và đẩy gió ra đây. Rất là hay, thiết kế rất là thông minh. Chúng ta gấp lại thì chúng ta không thấy gì cả. Nhìn đẹp, nhưng mà khi chúng ta dựng máy lên thì tự nhiên là có cái luồng khí nó thật đẩy ra đây, đẩy ra ngoài.